Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là thần chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy, và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu, và các con cũng sẽ làm chứng. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con vì họ không biết Cha cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lại tiếp tục diễn từ như là lời trăn trối Chúa Giêsu để lại cho các tông đồ trong những ngày cuối của đời Người, khi Chúa Giêsu chuẩn bị bước vào cuộc vượt qua. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu trong tâm tình của một người sắp ra đi để lại với các tông đồ những lời thật thấm thía. Hôm nay Chúa Giêsu nói những lời như thế này với hai ý: thứ nhất, Chúa hứa ban Chúa Thánh Thần; và thứ hai, Chúa nói trước, Chúa báo trước về những bắt bớ bắt hại mà thế gian sẽ dành cho các tông đồ. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu ra đi nhưng lòng của Người không hề dứt bỏ những ai mà Người đã từng tuyển chọn. Chúa Giêsu cho thấy Người có một niềm xúc động trước tất cả những con người mà Người đã từng sống cùng, sống ở với họ. Chúa Giêsu bảo rằng Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha mà sai đến với các con. Người gọi tên Chúa Thánh Thần là Đấng Phù Trợ. Người gọi tên Chúa Thánh Thần bởi tên của Chúa Thánh Thần thật là Đấng Phù Trợ. Từ nay Chúa Giêsu không còn ở thế gian nữa thì Chúa Thánh Thần sẽ là người củng cố đức tin, sẽ là người làm nên sức mạnh bên trong của những ai tin vào Chúa Kitô. Người thật là Đấng Phù Trợ đúng với tên gọi mà hôm nay Chúa Giêsu gọi Chúa Thánh Thần như vậy. Và phù trợ để làm gì? Đã để bước sang cái ý nghĩa thứ hai mà Chúa Giêsu nói: đã đến giờ kẻ giết các con tưởng là làm như vậy là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con. Họ không biết Cha và cũng không biết Thầy. Họ bắt bớ các con. Cho nên Đấng Phù Trợ sẽ củng cố trong lòng các con sức mạnh. Tự mình các con sẽ không làm gì được. Tự mình các con sẽ không thể đối đầu với biết bao nhiêu những dữ dằn, những xảo trá, những điên cuồng mà thế gian dành cho các con, những kẻ bắt bớ bắt hại các con dành cho các con. Không thể chịu đựng nổi những sự tra tấn, những điều khủng khiếp mà họ có thể đổ trên đời các con, trên cuộc sống các con. Cho nên cần phải có Đấng Phù Trợ. Và Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh của biết bao nhiêu những vị tử đạo, của biết bao nhiêu những con người anh dũng làm chứng cho Thiên Chúa, cho Chúa Kitô. Cũng có thể là chưa chắc đã đổ máu, bởi biết bao nhiêu người đâu phải chỉ là đổ máu, nhưng những nhà truyền giáo rầy đây may đó chẳng hạn, những nhà truyền giáo ở châu Phi, ở châu Á lặn lội, sống cùng, sống chung với những dân tộc sơ khai, những dân tộc bán sơ khai, lặn lội rừng rú, lặn lội trong những nơi đầy
những khó khăn từ văn hóa cho đến vật chất, từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Các ngài bỏ tất cả, không còn kể đến bản thân, để cuối cùng sống chết cho niềm tin Kitô giáo. Chúng ta nhớ lại Thánh Francisco Xavier, là một người phương Tây, là một người học giỏi, là một người có thể nói là từ nhỏ tới lớn không động móng tay móng chân. Thánh Francisco Xavier sanh ra ở trong một lâu đài Xavier, và vì thế ngài là một người giàu có, học trong nước Tây Ban Nha đã rồi đi ra nước Pháp học. Từ nhỏ tới lớn ngài chỉ biết học rồi trở thành một linh mục. Khi trở thành linh mục, chắc chắn ngài cũng không hề động tay động chân vào những công việc gì cả. Vậy mà đã buôn ba từ Hoa cho đến Ấn Độ cho đến Trung Quốc, để rồi cuối cùng sức lực bị bào mòn do những ngày tháng rao truyền danh Chúa, ngài đã chết cho chính tin mừng của Chúa Kitô trên đất của châu Á này. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy không phải chỉ có các thánh tử đạo, mà cả những vị thánh hiển tu, các ngài cũng là những con người đã sống chết cho Chúa Kitô thế nào. Và rõ ràng sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã ở trong tất cả những tín hữu ấy. Ngày nay Chúa Thánh Thần cũng ở trong chúng ta, đứng phù trợ, cũng đang ở giữa hội thánh, đang ở nơi từng Kitô hữu. Chúng ta hãy biết cộng tác với người bằng việc phó mình cho Thiên Chúa, đặt mình trong tay Chúa Kitô, để chỉ vì danh Chúa Kitô chúng ta chấp nhận tất cả những khó khăn đi qua đời mình, thậm chí chết và đổ máu như các tử đạo, thậm chí chúng ta kiên trung đến mức bào mòn cả sức khỏe nơi thân xác mình như những nhà truyền giáo, trong đó có Thánh Francisco Xavier là bổn mạng của tất cả các nhà truyền giáo, bổn mạng của các vùng đất truyền giáo. Cho nên lại một lần nữa, trước khi Chúa Giêsu về trời, người để lại cho chúng ta những lời di chúc thật thấm thía: các con hãy nhận lãnh đấng mà thầy sai đến các con, đấng ấy là đấng phù trợ, và các con hãy đón nhận những khó khăn mà những kẻ giết các con tưởng rằng làm như thế là nhân danh thầy. Họ không biết thầy và cũng không biết cha. Lời tiên báo của Chúa Giêsu đã tiên báo từ ngàn xưa, mãi vẫn là lời tiên báo cần thiết để củng cố đức tin, để làm sức mạnh cho từng người chúng ta, cho cả hội thánh của Chúa.